Đứa nào, thế nào? Sao lại khủng bố hả? Chúng mày khủng bố hả? Không được để đánh thì đám đá vào nhau, vào vỡ đầu sao? Chuyển sao đánh lội. Hả? Sao khủng bố hả? Mình khủng bố hả? Đâu, đứa nào đám đá? Đâu, thế nào? Đâu? Đâu? Đâu, đứa nào? Đâu? Chạy ra bên nào? Bên nào? Chạy đi đây, xoay quanh đây. Quanh đây à? Quanh đây. À, sao đi về? Cứ về, nó không dám ném. Khủng bố à? Sao chân mày thì mày đi được vậy? Hả? Con bị sai lạ. Lâu chưa? Lâu mẹ. À, đi chảo bước chân đi. Chẳng phải. Cứ đi đi, nó không khủng bố đâu. Khủng bố ngoại ra ra tao bắt xích luôn. Ha ha ha.